Xin chào tất cả các bạn, đây là giống cây hoàn ngọc bên mình ươm thực tế và hôm nay mình sẽ quay lại một đoạn video ngắn để cho tất cả các bạn xem. Giống cây hoàn ngọc này thì bên mình chọn những cành già và chặt với chiều dài là khoảng 25 đến 30 cm, sau đó mình bỏ vào cái bầu ươm. Bầu ươm này thì mình dùng đất trộn lẫn với là phân chuồng hoai mục và mình bỏ vào cái bầu như thế này. Bao của nó là diện tích bao của nó là 18 x 28, thì bao của nó hơi lớn thế này. Và khi nó nảy mầm lên thì nó ra rễ. Trong bao này thì mình có thể dùng nó để đi trồng. Và cái này thì bên mình mới ươm nên nó nảy mầm như thế này. Và bên mình sẽ chờ khoảng nó cao khoảng 25 đến 30 cm thì mình có thể lấy đi trồng được. Loại cây hoan ngọc này thì nó có thể làm thuốc chữa bệnh rất tốt và chúng ta có thể sử dụng nó làm thức ăn chăn nuôi. Và mình có thể trồng một cái mà mình được hai cái lợi ích, đó là vừa làm thuốc chữa bệnh và vừa làm thức ăn chăn nuôi. Thuốc chữa bệnh thì tốt với các bệnh như là bệnh về đường ruột, ví dụ như là tiêu chảy. Dê con, bò con bị tiêu chảy thì mình có thể sử dụng cái lá này để cho nó ăn thì nó sẽ bị nó sẽ cầm rất tốt. Giống cây hoàn ngọc này thì nó có hai loại, bao gồm hoàn ngọc trắng và hoàn ngọc đỏ. Các bạn đang thấy ở đây là hoàn ngọc trắng, lá của nó có màu xanh, các bạn xem ngọn của nó có màu xanh. Còn hoàn ngọc đỏ thì lá của nó màu đỏ luôn các bạn ạ. Thì ngọn của nó có màu đỏ. Khi mà nó phát triển ra thì lá của nó có màu xanh nhưng mà ngọn của nó có màu đỏ thì người ta gọi là hoàn ngọc đỏ. Còn cây này thì lá của nó màu xanh thì còn ngọn của nó có màu xanh luôn thì người ta gọi là hoàn ngọc trắng. Thì nó có hai loại nó khác nhau như thế này. Cây này thì ngoài làm thức ăn chăn nuôi với là thuốc chữa bệnh thì chúng ta có thể sử dụng của nó, lá của nó làm trà. Thì có một số công ty là nghiên cứu và phát triển làm trà, người ta gọi là trà hoàn ngọc. Thì các bạn có thể tìm hiểu thêm. Loại trà này ăn mình uống rất thơm. Nước trà này rất thơm và có mùi vị rất đặc biệt. Chúng ta có thể trồng cây này để nấu nước uống hàng ngày cũng được. Các bạn muốn mua giống cây hoàn ngọc này thì có thể bình luận dưới video này. Sẽ có các bạn nhân viên kinh doanh bên mình sẽ tư vấn thêm cho tất cả các bạn. Bên mình là chuyên cung cấp giống cây này. Thì các bạn có thể liên hệ bên mình để mua giống cây này. Xin cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi đoạn video này và xin hẹn gặp lại.